Xin chào các bạn đến với phụ kiện Pico. Hôm nay phụ kiện Pico sẽ hướng dẫn các bạn dán mặt lưng cho điện thoại Zenfone 3. Sản phẩm bên mình sử dụng là miếng dán PPF cao cấp. Trong hộp có đầy đủ phụ kiện để các bạn có thể tự dán tại nhà. Đầu tiên các bạn vệ sinh sạch sẽ mặt lưng bằng bộ phụ kiện bao gồm giấy ướt, giấy khô và miếng dính bụi. Các bạn lưu ý tắt quạt trước khi dán để tránh thổi bụi vào màn hình. Bước này rất quan trọng vì nó sẽ giúp không bị bong bóng. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, các bạn đặt miếng dán cân đối trên mặt lưng và dùng sticker cố định miếng dán với điện thoại. Sau đó, các bạn bóc lớp thứ nhất trên PPF ra và dùng gạt miết để miếng PPF dính chặt với mặt lưng. Tiếp theo các bạn từ từ bóc lớp thứ hai ra, vừa bóc vừa dùng gạt miết để miếng dán dính chặt với mặt lưng. Nếu có hiện tượng bong bóng, các bạn từ từ đẩy nó ra viên máy. Kết quả sau khi dán xong, chúng ta thấy miếng dán bảo vệ toàn bộ mặt lưng mà không làm mất đi vẻ đẹp của máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để đặt mua miếng dán mặt lưng cho điện thoại Zenfone 3, các bạn hãy truy cập vào trang web phụ kiện Pico của chúng tôi và đặt hàng ngay hôm nay nhé.